Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hải Gà. Hôm nay thì tiếp Thằng tục nghe chú lớn lớn series khỏe á. Scum Zombie anh em ơi. Hôm nay thì đang đi cùng với mẹ Khoa Có. Buổi tối đợi mới ra nhiều thằng, hôm qua em đợi tiếng mấy đồng hồ giết được có 4 5 thằng á. Zombie á. Mà lúc bắn mình đó quẹ chân cái nó fan 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 đi cà quẹ á. Xong đông anh em kiwi đã đông tìm kiwi được một căn cứ mới và một thế lực mới trong cái mình nước thành ngoài phố zombie này rồi anh em. Thằng lắm. Bây giờ mà tôi cùng với Khoa mẹ đi về căn cứ mới anh em. Hiện tại thì mẹ anh em đã có mẹ sau một thời vài gọi là vài ngày trong game, vài ngày giờ trong game không chơi thì à, hôm qua tôi thiệt rất nhiều anh em, thằng cũng rất nhiều súng anh lồ trong một cái nhà kiếm một thằng mà kiếm không có má nói như mà vậy. Người nghe nó tiếng chân nó đi kịch kịch kịch, kịch mà năm thằng đi vô không thấy, hồi nó trên lầu nó tẻ xuống chết hết thằng. Năm thằng là mẹ mấy cái thằng ở trong trang trại kia hả? Đúng rồi, trong đi lút ở sân bay đó có cái nhà mà có cái tháp đó, nó vô cái nhà đó nghe thấy rõ ràng cái bóng nó đi vô luôn rồi mà tưởng đâu qua mà chưa biết chắc chắn là có người không, nghe thấy có bóng không, mà bóng nó lướt ngang vậy đó, cái đi vô kiếm kiếm hoài không thấy, tự nhiên đang đứng trong nhà kho đó, nó đầu nó bắn xuống đạn xuống lục á, làm bùm 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 một thằng chết. À, anh Trung chết, chết là được hồi sinh á. Rồi trên sinh là sao? Là có mua cái ống tim gì đó, tim vô là người anh hồi sinh trở lại. Được luôn hả? Được. Ở ngay điểm đó luôn ấy hả? Không. Ngay điểm đó luôn. Ống tim đó mắc không? 2.500 coi á. Tim được 3 lần. Là sống được 3 lần rồi hả? Cái ống tiêm đó là nó tiêm cho anh từ mấy chục phần trăm máu lên trăm máu á, giống như ống hồi thể lực vậy đó. Nó bắn anh chết anh nhận ống tiêm vô được hả? Không, nó bắn anh chết rồi có người khác có cái ống tiêm đó lại tiêm cho anh mới sống. À hiểu rồi, mà anh đừng bấm hồi sinh nha. Nó chưa chặt xác mình ra là có người tiêm lại sống rồi đúng không? Đúng rồi, phải chặt xác ra gom xác lại tiêm cho được. Như anh bắn bị bắn bắn bị mất mất đầu ai cái gom xác lại. Na cha na cha na cha mẹ sao người vẫn bị mẹ đỏ đỏ nhờ, mẹ mấy đau xương khớp à, đỏ đỏ đâu ngay bụng hay đâu à, cả phần bụng cả phần cơ tay đầu bị nặng lắm rồi. Nặng. Hay bữa chưa thấy tôi với Khoa đi đi lướt thính bị lộn kỳ trời bom đâu. Ý ngoài á chọn lớp tiết ngận ông nằm ọc máu hay chó gì đó. Ọc máu ra. Vừa tức ngực lụ ở lòng phổi nội thương. Có bữa đó cái đang, đang bắn tự nhiên cái nó đứng máy. Nhưng mà quay lại em chích chích mèo. Chết mẹ đi xa phết nhỏ, mẹ có loại này mà đi bộ thì mẹ. Bữa hai tôi với Khoa đi bộ tới xe không quốc bộ về đi xa quá về bị chặt đầu gối luôn. Ừ, đuối luôn, chết luôn rồi, chết giữa đường luôn, đầu gối nó bị hư cái đầu gối luôn ha. Chịu không nổi. Ôi mẹ, xe không tiếp trên kia kìa. Ừ, trên góc trên chạy bộ về B1 kiểu đi về liền không có thời gian nghỉ ngơi á. Hư khớp gối. Kiểu thoái hóa thoái hóa th- cuộc sống nè. Đúng rồi, kiểu không gói đủ quá, nó bị quá tải. Kêu tôi nghĩ cái gì này anh em này. Ôi đi đâu rồi mà. Nó có một cái chỉ số nó bị đỏ đỏ là cũng hay nhờ khắc phục cái này cái gì nhỉ? Cũng vô rồi, nó có cho chít lại không? Nó có cho chít là ông cứ băng vô lại là được.
Đây rồi anh em ơi, căn cứ mới đây rồi, ố dề luôn. À, mẹ căn cứ nhìn hoành tráng vãi, tường rào cao này thì mẹ bảo sao. Mẹ lô cốt luôn đấy. Nghe nó hư nằm bị nó tụi nước ngoài nó công nhà hả? À đủ. Cổ nhà. Không, ở đây là chỗ Safeyon để mình mua đồ. Safeyon chưa phải căn cứ. Cứ cái kia là. Ở đóng cửa lại vậy. Ờ, đóng mấy con đường rồi, được. Đi vô đây nè. À, súng, súng nè. Nhắm á. Để tôi mua cho vài cây nè. Cho ông Hải cái chích thuốc gì, cho ông vô cái tiệm thuốc, mua thuốc cho ông đây để ông chết bây giờ. Đúng 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 đúng. Thuốc gì mà chưa biết, chưa biết sao. Nè, uống thử chai thuốc nè. Uống đại đi, uống tầm bậy tầm bại đi, biết đâu hết. Anh em này cứ bệnh uống tầm lum tầm la vô. Uống năm sao viên gì vô. Không, ai uống từ từ, uống nhiều quá, đủ quá sắp thuốc. Mua giáp lên rồi. Uống rồi mà thấy bệnh tình có vẻ giáp thì không thuyên giả vậy sao ấy. Giáp 3 2000 mấy cái này. À đâu máu nó cũng lên này. Hay là phải nằm xuống nghỉ nhờ. Ui ở đấy mua cái gì ấy? À đây bắn súng à. Đây rồi, mẹ AVKM à. Vãi. Ôi mẹ, khoa đâu rồi? Đang đi rút tiền, đi làm thẻ nè. Điểm này điểm mua à? Shopping à? Má con xe chất lượng ấy. À, giờ dùng khẩu súng ngắm anh em ạ. Rồi, quỳ này. Năm. Đứng đây đợi khoa tí anh em ơi. Má, tường rào cao vãi. Máu các kiểu lên rồi nhưng sao vẫn đau nhỉ? Má, cay nhỉ? Cùng một lúc chỉ đeo được một khẩu súng à, cùng một lúc chỉ đeo được một khẩu súng trên người thôi nhỉ? Đeo được 2 khẩu. 2 khẩu. 3 khẩu nếu mà cầm trên tay. Ủa sao bị lạc đường luôn rồi ta? À, cái khu nhỏ xíu này cũng bị gạt lạc rồi. Ôi mẹ, đeo được mấy khẩu luôn anh em ơi. À đây đây. Đây đây đây. Không có nước không hả? Ba lớp áo còn bị lạnh nữa ta. Có nước không? Còn chưa có cái gì cả. Mà thấy người nó vẫn bị đau, không biết là nó bị đau cái gì cơ. Mà sao chạy mẹ ông khoa chạy nhanh ấy. Không có nước không?
Không không không. Trời. Mua thêm đạn. Với lại mua tôi viên đạn của súng ngắm này với. Có mà, nè. Mà hôm trước lấy mẹ cái đàn guitar của mẹ của em gái mẹ tốn diện tích vậy. cái đàn nó đàn được á. Đàn được á? Rồi được, đưa quăng ra đi, quăng ra đi, quăng đi. À, cái đàn đang hiếm. Mẹ đàn thử cho nào. Đi ra đây nè, ra đây nè. Cái đây đây. Má mặc ba lớp áo mà anh nằm trên nóc cũng bị lạnh đấy quá. Vãi. Mẹ nó đàn được luôn ạ. Lý thực sự. Ý là mình tự đàn á hay là sao? Mình tự đàn á. Ui mẹ ơi, vứt trong này thử phát. Hợp lý thực sự ạ. Mẹ này tán gái hết nước chấm. Có khi nào mình đánh đàn mẹ thức tỉnh một zombie không? Có hàng trong đây nó đánh đàn hay lắm á. Ở trong Discord server nó có đăng cái video nó đánh đàn á, má đúng hay luôn. Vứt sang. Hả? Làm sao đánh ấy? Nút U I H G K là hợp âm á. Bấm mà lại, bấm à, chuột phải vô cái guitar bấm mà lại. U cái gì? Để mua chai nước uống. Nó U I O đúng không? H G K L à? Thế là đồ re mi fa son la si à? Thế đố đâu? Biết hợp âm không? Biết hợp âm không? Thằng nào biết mới đánh được. Ừ nhưng mà nó là vào cái gì chứ? U I O đúng không? H G K L. Đúng rồi. Là đồ có đấy chữ đồ. Đồ re mi fa son la si à? Thế đố đâu? Bấm chữ B nữa đây, B có không? Không đúng. Có nữa. Thì bấm cái tự chợ bấm cái đàn nghe cái tiếng. Ôi mẹ nó bấm U à, nó lại cầm tay rồi. Bấm mà lấy tiếp. Về học đánh nhàn mà. Về học đánh à. Chuyển mẹ game này thành game mẹ. Đâu rồi? Đây. Đồ hả? Đồ đây đúng không? Đồ đây à? Đồ re mi à? Fa son la si. Đúng không? Đồ re mi fa son la si. Nếu có đồ. nếu mà đồ re mi fa son la si đố chứ đúng không? Phải có cả đố chứ đúng không? Đúng rồi. Đồ re mi fa son la si. Đố có chữ L nó có ra tiếng không? Chữ L không. À có L mới đủ. Ê, này nó vẫn thiếu rồi. Nó vẫn thiếu một cái đố cuối cùng. Đồ re mi fa son la si. Chỉ L là si thôi.
thiếu đố. Đi, mẹ, được được được, mẹ từ giờ đến chiều ngồi học đánh bài này. 10 điểm mẹ luôn. Hợp lý thực sự. Rồi. Ông Khoa đâu Khoa? Nè, trong đây mình đang mua đạn. Một cái hộp nó được bao nhiêu viên không hết? Tổng hợp 30 viên á. Mẹ thử ngắm xem nào. Đâm bom ship error để chết đạn á. Mẹ. Có đạn AK mắc dữ trời. 300 viên 22.000. Lắp đạn súng ngắm vào mẹ thử nổ súng phát. Ơ răng nhỉ? Sao? À, sao nó không đưa lên ngắm nhỉ? Nhấp chuột phải. Nhấp một cái. Nhấp chuột phải à? Ừ. À đây à. Được chưa? Giờ nó có zoom được không? Không, nó zoom sẵn luôn chụp. Thế này đúng không? Lăn chuột, lăn chuột. Kéo tới kéo lui rồi. Đó là giùm được không? Ý là mặc định là nó zoom này luôn à? Không có, kéo tới kéo lui được tùy scope. Thường là kéo được á, X4, X12 kéo ra được mà. Mà để súng này vào đầu một viên có bay màu không? Bay chứ, bay luôn cái não ra ngoài. Ôi mẹ Khoai, xin chai nước Khoai. Vô đây, vô đây. If you're trying to rob the police, I guarantee you, I'm well armed. Nó vẫn bị đau người ấy, nên nó là mất máu này. À không, nó đang à không. Nó chỉ đau đau thế thôi nhưng nó lại không mất máu là sao nhỉ? Nó cần thời gian để nó lành lại. Uống vitamin vô cho cơ thể nó lên sức đề kháng, nó khỏe lại từ. Uống thuốc đồ vô. Mà cái tiện đồ hóa này phải mua bằng tiền đúng không? Tiền cày được cái gì ra ấy? Lắm á, lúc đồ á. Lúc đồ về bán được đúng không? Lúc đồ về bán đấy hả? À đây rồi, thấy. Registered. Kidding. Nobody cares. À, hiểu.
Anh đang tải cho em A3 về nè Khoa. Tự tải không? Security reasons. Obviously. Tại bản crack vậy nè, anh em mình chơi chiến dịch được rồi. Cái fempone là cái gì? Fempone, fempone nó là cái điểm farm á. Điểm mà giết 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 zombie á. Bảy bi đúng không? Ừ. À, đủ điểm thì mới mua được loại đồ, các loại đồ đúng không? Đúng rồi, không đủ điểm thì xin ra đây. Khó quá thì bỏ qua. Khó quá thì xin ra đây. À, mua mua này nó sẽ trừ điểm đi đúng không? Cả trừ cả điểm là tiền à? Không không, điểm là chỉ để cho phép mình mua thôi. Nó là cái tiêu chí đánh giá thôi. Đúng rồi. Mà mình bỏ tiền vô thẻ xong mình phải nít cho cái thẻ đó. Không thôi, nào lượm thẻ mình được là nó lấy tiền trong thẻ của mình luôn. Ghê à. À bữa em bị mắc hơn trăm mấy ca đó. Why? À ý là mình chết toi xong rồi rơi cái thẻ ra đấy hả? Bọn lấy cái thẻ ra, bọn ra ngân hàng muốn rút tiền. Đúng rồi. Quay này. Làm ngậm nước cho sạch mồm. Game đó là game gì không Trung nhỉ? Hả? Anh chưa nhớ game gì. Game mà chơi anh em thành cả một team luôn đấy hả? Ừ. Team mà đi bắn chiến dịch đó, đi chiến tranh đó. Cho ông tải lên, hãy lên cho tải nè. Ờ, ông gửi qua đây đi chơi. Có vẻ bắn nhau kiểu Thế chiến 2 các kiểu kiểu đấy hả? Ông kiểu chiến tranh hiện đại luôn á. Chiến tranh hiện đại à? Ừ. Ừ thế cũng hay đấy. Nhưng mà nó thực tế hay là nó kiểu mẹ đấy chứ không phải là mà bắn như Call of Duty à đúng không, kiểu giống như trò này nè, y chang trò này nè, bắn nó khó vậy đó, vui lắm. Nó kiểu kiểu cùng map rộng thứ nhưng mà cái chơi mấy cái trò đó phải phối hợp bài bản đúng rồi, nguyên team mà đi như một tiểu đội vậy đó. À hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng không, thấy gì chơi không hả? Chơi để em xíu để em đây. Mua đồ cái chát trên đại sảnh nè, ba lên là 30 GB. Ui mẹ có cả khẩu lục vàng, lục vàng luôn này. That thing registered. Kidding. Khẩu khẩu AK bán được 2k. 2k đô. AK nó bán trong đây 10 ra mà nó bán có 2k. Ác nhỉ. Obviously. Ui trong đây nó có cả cái đàn gì à? Ở cuối cùng cái này. Cái gì? À đâu đâu đâu, không phải không phải. Cái đồ chế của nó chứ. That thing registered. Kidding. Nobody. Đó Hải gửi trên đại sảnh đó, anh em rảnh treo đi. Ok. Tầm 20 phút mà có game gì. Trò này bán mắc lắm á, trò này bán 750 game á. Đồ. Ừ. Nhưng mà crack thì anh em mình chỉ chơi off thôi được hả? Ừ, mình chơi chiến dịch là được rồi. Ừ. Ối rồi ôi rồi đúng không? Ừ, là bắn bắn với máy là cũng máy cũng quẩy lắm mà bắn với người rồi nói tụi nó chạy hát lắm là no hope luôn á. Đúng rồi, những cái game này là thường là mẹ tập hợp những thằng mẹ muốn chơi kiểu mẹ chơi hát. Ừ. Tụi bắn kinh lắm, tụi nó nằm bất động mấy tiếng đồng hồ để đợi mình tới mà. Ủa, mày vừa vứt cái quần ra đây à Khoa? Đúng rồi. Tao tưởng cái gì mà sao thì thấy cái quần đây, tao vứt ra này. Má game này giờ đéo dám nổ súng luôn thôi. Mà hôm nay mình nghe tiếng ngựa hay tiếng gì ấy? Phải. Anh được tặng quà một cái key kẹt là cái gì vậy? Cái key kẹt gì? Nó hiện gì anh? Nó được, nó thông báo anh trúng lucky boy được cái key kẹt. Ơi, ngon á, ngon, cái đó ngon lắm. Cái đó để mở hầm á, cho mấy thằng kia nó biết dùng á. Ngon vậy. À. Anh gửi cái code đó vào thử rồi. Hả? Game kia có 3 file rồi à chú? Ừ, 3 file đó. 3 file 37 GB. 2 file 15 GB, 1 file 7 GB. Tải cỡ mạng mạnh. Ở như nhớ là mẹ game này nó chơi được mười mấy thằng hay sao đúng không? Chơi cả trăm thằng luôn á. Mẹ đẩy lên cho anh em tải, mẹ vào chơi chung càng đông mẹ game này phải đông mới vui. Cho nguyên tiểu đội mình đi quẩy. Đúng trời. Mà đi chiến tranh rồi em kéo xe nào. Có xe bọc thép, xe tăng, đồ khí tài từ lơ mà anh em thích chơi gì có đó mà.
kiểu nó phân thành nhiều nhiều class binh á. chủng đấy hả? Gọi là thằng engineer này, thằng medic, thằng rifle, thằng machine gun, thằng kiểu cầm tiểu liên rồi đại liên rồi À, đó, đi thành cả một tiểu cầm đội luôn, đại đội luôn đấy. đúng rồi, đại đội luôn, đi Đại đúng game chiến tranh thực tế luôn đội. á, rủ nguyên đám nữa giờ chơi. Mình chơi với máy thôi, đủ vui. Máy mẹ 8-9 thằng bắn cả 100 mấy thằng máy á khoa, rồi má mình đi công căn cứ đó. Ác ác cần. Ô mẹ, nó hiện cái ô search ở trên mạng này lên là cái mẹ gì trời. Alo. À đây à. Mấy vậy? Tải được chưa? Đang tải. Tải cỡ 2 phút nữa xong. Anh bắn cờ lam đi anh Trung ơi, hình như là anh chỉ mới được anh nhận á, đúng cờ lam trong phòng bất bất cơ mạnh á. Mày giờ mày chạy ra chạy vào mày mua gì ấy? Khoan, mày... Mua Ủa gì súng mày nhận không được hả? rồi mua súng đạn với ba cái đồ linh tinh đó, đúng Mày nhận không được không hả? rồi. Tao làm cái gì vậy? Anh chát cái đó lên đúng không? À đù quá, cái này 100k luôn, Cái gì vậy? cái nó mới cho tặng nè, mới tặng nè. Đù 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 ngon. Ủa? Nó gửi anh thẳng cái key kẹt tới nè, với 2 cái lockpick Advent, thêm 5 cái bao tay nữa, nếu biết làm cái gì. Advan lắp bích hả? Ừ. Mình lắp bích có mấy đập để mở đồ. Má nó báo bị kiệt sức ạ. Kiệt sức hả? Nằm. Nhiễm trùng. Những cộng trùng lấy cồn rửa. À, mua cho cha cồn cái mẹ bệnh nặng lắm Đây, rồi. đây qua đây, đây qua đây, qua qua đây nè. Chạy nhanh không được hả? Come in, I'll have a look. À, mẹ thằng bác sĩ người mẹ người châu Á à? Này này đó, ủa không phải uống còn mà Quên quên quên. nó không được. Đi chợ nôn hết cả ra bàn ạ. Nó là cái spin cuối cùng đúng không? Hay là Uống thuốc đó hả? nó Uống là thuốc cái đó nào nhỉ? thử nè, uống Chết thử cả, chết nhé. cả, chết cả. Chít 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 chơi chở vết thương. Nó ra kỳ kẹt của cái chỗ địa điểm nào anh Trung? D Hả? máy à? Nó ra kỳ kẹt của cái chỗ D máy à? Khi gạt B1 B1 hả? Apply in Cubop in B1. Ừ. B1 có cái hầm nào không ta? À, biết cái hầm rồi. Ở B1 cũng có hầm đó hả? Gọi lên đây đi anh em mình đi đi hầm nè. Ok. Chẳng là đây anh còn nằm B1 rồi. Ủa đủ nó ngay ghê bóp B1 không ta? Nó ghi gạt T in B1 là đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cái hầm ở B1. Điềm Hải rồi chiến đấu rồi. Xuống hầm nghe nó đồ xịn hơn. Đúng rồi, hầm đầu xịn lắm. À, khoan chạy em bỏ quên mẹ lối về. À đây Đang đây 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 mua đây mua đèn. đây. Đây.
kiểu dính mẹ bệnh nan y con mẹ luôn rồi sao. Mà cái chai cồn cứ dùng cái gì nhở mẹ, bỏ vào mẹ. Ông coi ông vô cái một số 4 ông táp lên, ông vô cái metabolic á, ông coi cái chai cồn ông bỏ vô ông clamp lên được không, ông bỏ chai cồn vô cho nó rửa vết thương được không? Mẹ cày nó chịu được cầm đổ con mẹ chai cồn ra ngoài. Mù ngoại ngữ là một tội ác. Hồi bữa cũng vậy á, đang đeo mặt nạ đâu uống nước được, trụ nó bấm bấm hỏi đổ sạch cho nước luôn, đang khát mà đổ thôi nắc đỏ chân. Mình bấm chít vào chai cồn này xong rồi đít mẹ, bấm vào mấy cái phần nó bị đau hay sao ấy, đéo được, đéo được. Rồi về mình không phải bệnh đó. Cái vitamin này cũng đéo được này, uống uống thử một viên rồi. Đó ông livestream anh coi để coi ông bị gì vậy. Đây à. Thôi đủ quá, bị gì nặng kìa. Thì mà mình nani con mẹ. Không được cộng cái chạy. Ông uống lên, gạo bóng vô cái xỉ C1 coi. Không, bóng vô cái vết thương kìa. Đây à. À bóng vô đó. Bóng vô được không? Không được, bóng không không được. Cần cho anh hâu ra đó, có gì gì. C2 maximum. Cái này phải để hồi phục hay sao rồi? Chứ muốn quá trời vitamin nó cộng của ông lên quá trời không thấy không? Ừ, nó cộng lên giọt máu lên quá trời kìa. Nó cộng các kiểu tùm lum các kiểu này, nên mẹ uống mẹ 7749 loại thuốc bổ con mẹ luôn này. Vậy đi. Coi báo về bệnh gì. Ừ. Cái can là rõ không thấy tự tụ cứng không? Nó tụ hết rồi hết. Nó tụ hết gì bên trái rồi hết á. Còn tăng lên bệnh phải là càng ngày càng nặng thêm. Không, tôi thấy là càng ngày càng nặng ấy, tại vì lúc nãy nó chỉ vàng thì bây giờ nó đỏ mẹ rồi. À, không gì sức khỏe chắc ok mà chắc không chết đâu. Ok mẹ này. Hên xui. Thì mẹ lúc nãy uống nhầm chai cồn, cay đó chứ. Nôn từ loe hết cả. À nó đỡ rồi, nó đỡ rồi sao ấy. Nó đỡ rồi. Mẹ thấy đỏ chót bây giờ mẹ thấy đỡ đỡ rồi. Nó có nhiều loại vitamin đúng không hay là một loại? Có nhiều loại lắm. À, các chỉ số lên thì còn một cái mẹ cái mẹ gì đây. Dạ thằng lại chứ hả? Ủa mày biết cái hầm ở đây không? Không. B1 ở đây hầm chỗ nào ta? Có mấy cái ghìa gâu rồi đúng không? Đi lại mình chết hay vậy? Hình như là vậy á. Cái ghìa gâu á. Ừ, anh thấy có mấy cái ghìa gâu 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 kìa. Không mà nó sẽ trong khu B1 à, em nghĩ là cái ô vuông của B1 á. Đúng rồi. Hay coi cái gì? dòng đỏ chính giữa, cái dòng đỏ là có hầm. Cái dòng đỏ vừa mình đi rồi đâu thấy hầm đâu ta.
cũng hên xui để em dẹp xe xong em lại bộ lên đó. Đi xe đi. Ủa à, không được không được. Hiểu hả? Đi xe dễ mắc xe lắm. Tại hầm á là nhiều thằng lại lắm chứ không phải là riêng mình đâu. Nó biết khu đó giàu nó lại là nhiều lắm. Ừ. That thing registered. Kidding. Đi xe cứu bộ từ dưới lên hả? Đúng rồi. Quái vậy. Ok, xe giấu chỗ nào vậy? Phá rồi. Phá lại nó cũng đập được. Giấu trong rừng á. Anh giấu rồi. À, để em về cắt xe cái anh chị lên. Ủa mày đi bằng gì lên? Đang đi ô tô, đang đi ô tô chỗ mua shopping này. Chỗ xe em thay đòn á, rồi đi bộ anh. Đi đi, về cắt xe cái. Để về lấy xe, về cắt đồ cái rồi chạy xe lên. Ừ. Chứ thôi chạy lên chạy về chạy không nổi đâu, 7 giờ đó. Rồi mở cửa trong hải. Trời sáng chưa ta? Nhìn này sao nó đeo đóng cửa ấy nhỉ? Rồi nó đóng, để vô mua bộ đồ mua bộ đồ cỏ rồi. Ông Hải mặc đồ cỏ không? Có, mẹ đang bị quần áo lúc nãy zombie nó xé toạc hết rồi. Vô đây hai bọn. What's up? If you're trying to rob the place, I guarantee you, I'm well armed. Đó. Đồ này quỷ trang là không thấy luôn á. Đó. Đó. Còn cái quần đang sống mặt. Quần cỏ. À, cái quần sao đấy? Sao đéo mặc được? Rồi đó, rồi đó, rồi đó. Đây đi. Má bị lạnh quá, phải đứng dậy vận động xíu đủ chứ nằm nãy giờ nó lạnh. Đi chơi. Nhọc. Má đứng dậy dậy em vòng, vận động lên xíu. Rồi tim đập nhanh lên, người nó nóng lên. Chơi xong cái game này, hôm sau anh em thành bác sĩ chuyên khoa của mẹ hết. Chơi trong game này anh em đúng chai hát luôn á. Chơi thấy, trời đó vậy thôi, chơi thấy game nào cũng dễ hết. Đúng rồi. Đúng không? Ủa sao trò này dễ vậy? Ở đây là anh em mình đã được mẹ hào quang rực rỡ, mẹ dễ đi bao nhiêu rồi ấy. Ừ, cái này không được admin hỗ trợ là bú luôn á. Không biết chơi luôn á. Anh em sẽ nản và bỏ cuộc chơi trước khi được những cái đồ này. Đúng. À, người hết đau rồi, người hết đau rồi. Bắn game bây giờ ít lên điểm với Khoa, anh bắn 5-6 con không mà không lên được điểm thăm boy nữa. Giết người hình như là nó anh Clam kêu nó là nó chia điểm á. Tại sao? Là nó kiểu như nó cái thằng đó có nhiêu thăm boy là nó sẽ chia hai. Chia cho anh à? Đúng rồi. À vậy mà qua giờ anh không có làm Clam kêu. Cay. Không biết. Để đi về đâu ấy Khoa?
Nên đi về nhà. Chỗ nào? À không. À C không hả? Z Z Z không. Z không. Ngoài. Ờ nó cũng gần qua mỗi bờ sông. Đi xe hơi thì nó gần lắm. Quốc bộ rồi gãy cái giò, đúng là gãy cái giò luôn á. Đúng là đứng theo nghĩa đen là gãy giò thôi à. Đúng rồi, đi chạy hoài mà. Mẹ chạy không cho nhanh như vậy. Mẹ chơi con này kiểu mẹ cái gì có thấy nó có giá trị ấy, đúng không? Có cái chiếu nghỉ á, cái chiếu cái chạy cái đêm hay cái chiếu á, đi dưới đường mệt quá lấy chiếu ra nằm một hồi nghỉ ngơi đồ, chứ nằm bằng kiểu vét đó là hồi chạy cũng gãy giò à. Buổi sáng mà mặc đồ cỏ quá thì bị sốt đổ mồ hôi lạnh nóng con người, buổi tối thì lạnh. Ở đây nhiều xe mà về tới Yên Tử giờ đây đang qua cầu rồi. Con zombie con xe sắp hết xăng rồi. Đúng rồi. À, qua đi xe khéo đáo thế nhở. Chạy thấy xe có thằng đó một ngày nó mắc 3 chiếc xe. Nó chạy đi lút đồ xong nó chạy đi bắn nhau bị mắc xe mà mắc xe của SWAT á. Rồi nguyên tem phải đi kiếm lại. Bảo nào ơi cái thằng tên Mana trong hồi tối hôm qua nó nói là ai chạy mắc xe là phải đi mua chiếc xe mới. Giờ yeah, con xe trong đây đắt không? 1.000 70 gì á. Mà quan trọng là phải farm farm bon. Tiền các kiểu không chuyển được đúng không? Ừ, tiền chuyển được. Rồi. Căn cứ à? Ok, mẹ đẩy xe vào à? Đẩy xe à qua. Ờ đẩy xe cho anh. Hợp lý vậy. Ủa quên. Chạy xe vô. Thấy kêu vô căn cứ là thấy cái nhà mình như cái ổ chuột không? Ừ. Chuẩn bị reset server kìa. Tải đồ vô được. Đây, trong thời gian reset tải đồ vô. Đây à, nó xây cho mình cái nhà đây à? Ừ? Nó cho mình cái chỗ đây làm nhà à? Đúng rồi. À, đây có căn nhà mới rồi anh em ơi. Mẹ hôm trước đang ở chuột, hôm nay mẹ lên được mẹ kiểu được kết nạp vào băng đảng này. Ui bị kẹt hả? Ui mẹ ở đây mẹ hiện đại nhờ, mẹ rộng vãi. Giống căn cứ luôn ha. Mẹ đúng kiểu căn cứ luôn ạ. Có mấy chỗ mẹ tròi để lên đây đi quan sát này. Cắt căn rồi. À, lại đau bụng ạ. À. Ok anh em ơi, hôm nay có lẽ sẽ kết thúc ở đây thôi nhá. Hẹn anh em những tập tiếp theo. Mẹ hôm nay sau mẹ mấy ngày trong game tôi nghỉ mà mẹ hôm nay anh em đã mẹ kiếm một căn nhà mới mẹ kết hợp à kết nạp được à không phải kết nạp mà gọi là tham gia cùng với. Hello. Ao SWAT kia đi, ao SWAT.
Khoai khoai có ông nào đang đứng ở đây hỏi chuyện này? Ông đó làm trong số này. Ai ai vậy? Hả? Ai vậy, ai vậy? Bên tên tôi á. Rồi kêu ao sửa đi. Ông ao sửa đi. Ok. Ông mời vô hả? Ừ. Không. Cho ông Hải mời vô đây. Nói là anh nó sao á, sao được mời đây? Này chủ sửa luôn nè. Còn ai nữa? Ok. Còn người nữa. Kêu hắn cho phải là được không? Tí phải gặp tôi thôi mà. Sao? Còn có người đó là đủ rồi. Hả? Đây rồi anh em ơi, ai này kết thúc video thì mà được ông chủ squad. Đang ở sân bài đây. Squad này trong này nó giống như kiểu crew anh em. Ừ, trong cái kiểu crew anh em mà trong team với nhau ấy. Đấy kiểu thế, trong gọi là trong trong team. Đấy. Đấy, hả? Trong team được cái nào vào team rồi anh em. Mẹ team The Ru mẹ sở thú. Ok. Mẹ sở thú anh em ạ. Rồi ok, đây là mẹ một vòng xung quanh cái khu vực mẹ gọi là squad của bọn tôi nha. Khu vực mẹ phòng thủ luôn đấy. Nghe nói là sắp tới là sẽ có một cuộc tấn công của bên bọn một cái team nước ngoài về ở một cái thế lực khác ở trong cái thế giới này. Này anh em sẽ phải phòng thủ cái khu vực mà lô cốt thành trì này. Ừ. Đấy nên là hẹn anh em những cái tập tiếp theo mà mình sẽ đi loot cũng như xây dựng cũng như là trang thiết bị các kiểu rồi. Ở đây mấy tập đầu thì vẫn là đang kiểu làm quen với game thôi nên anh em mong rằng anh em thông cảm, có gì anh em biết thì cứ chia sẻ ở phía dưới bình luận nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip. Mọi người xem nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ anh em ở trong team nhá. Bye bye tất cả anh em. Bye bye.